Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chào ngày mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 4. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức trong tỉnh được cập nhật. <laughs> Ngày 21 tháng 4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà đồn biên phòng Cô Ba, chốt phiêng mòn, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các thành viên trong đoàn công tác. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bảo Lạc, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2020, trên địa bàn huyện Bảo Lạc chưa ghi nhận trường hợp nào nghi ngờ mắc dịch Covid-19 gây ra. Đoàn đã đến thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cô Ba, thăm tổ công tác tại xóm Phiên Mòn thuộc đồn biên phòng Cô Ba huyện Bảo Lạc. Trong thời điểm dịch bùng phát, đồn biên phòng Cô Ba đã thành lập 8 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên dọc tuyến biên giới và thành lập 2 đội kiểm soát lưu động hoạt động 24/24 24 giờ nhằm ngăn chặn công dân vượt biên trái phép tiếp nhận công dân từ Trung Quốc trở về Việt Nam để đưa vào các khu cách ly. Theo báo cáo của chỉ huy đồn, đến nay đồn đã tiếp nhận và đưa 27 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về vào khu cách ly, ngăn chặn 32 công dân Việt Nam có ý định sang nước bạn làm thuê. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ghi nhận, biểu dương các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đoàn đã tặng những phần quà được trích từ quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Cao Bằng cho chốt kiểm soát viên mòn và đồn biên phòng Cô Ba. 50 kg gạo, 200 khẩu trang kháng khuẩn, 12 bộ quần áo chống dịch, 600 đôi găng tay, 12 chai nước sát khuẩn và tặng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Đây là những phần quà được trích từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Ngày 21 tháng 4, đoàn công tác công an tỉnh thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại 5 chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc địa bàn giáp danh giữa Cao Bằng với các tỉnh lân cận. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo công an tỉnh đã chia sẻ những khó khăn với lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn đã trao tặng 5 suất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng công an tỉnh tặng năm suất quà mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết, tổng giá trị các phần quà 80 triệu đồng. Qua đó động viên các cán bộ chiến sĩ tại tuyến đầu phòng chống dịch tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với các ban ngành đoàn thể và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã huy động 63 chuyến xe liên tỉnh và nội tỉnh phục vụ vận chuyển 1.493 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu, lối mở, biên giới tỉnh, đến các cơ sở cách ly và công dân đủ thời gian cách ly về địa phương ngoài tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, huy động 36 chuyến xe đưa 861 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu lối mở qua lại biên giới ở các huyện đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 21 chuyến xe đưa 506 người từ trung đoàn 852 huyện Hòa An đi cách ly tại các tỉnh Bắc Cạn Thái Nguyên, 10 chuyến xe đưa 247 người từ huyện Trùng Khánh đến cách ly tại trung đoàn 852. 4 chuyến xe đưa 86 người từ đồn biên phòng Đàm Thủy đi khu cách ly huyện Phục Hóa Cũ và khu cách ly huyện Quảng Uyên Cũ. Một chuyến xe đưa 22 người từ cửa khẩu Trà Lĩnh đi cách ly tại Trung đoàn 852. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, huy động 27 chuyến xe đưa 632 công dân đủ thời gian cách ly y tế tập trung về các địa phương ngoài tỉnh chủ yếu là các chuyến xe vận chuyển từ bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng về các điểm ga Hà Nội, bến xe khách Mỹ Đình, sân bay Nội Bài. Ngoài ra có 3 chuyến xe đưa công dân về các tỉnh Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Cạn. Ngày 21 tháng 4, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh tổ chức tiếp nhận tiền mặt và các nhu yếu phẩm do các tập thể cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 21 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trùng Khánh đã tiếp nhận từ 30 đơn vị cơ quan doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền mặt 70 triệu 220 nghìn đồng và các hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng y tế trị giá 120 triệu đồng. Là một trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đình Văn đã có nhiều hoạt động đóng góp ủng hộ tích cực cho công tác phòng chống dịch ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh mới xuất hiện. Trong thời gian Chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đình Văn huyện Trùng Khánh đã ủng hộ các phần quà trị giá 50 triệu đồng bao gồm là các những những cái suất ăn dành cho các cán bộ y tế, công an và các bệnh nhân trong khu cách ly trong địa bàn huyện. Và với mục đích là để đảm bảo sức khỏe của những người đứng đầu trong tiền tuyến phòng chống dịch. Tất cả vật phẩm ủng hộ đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 huyện phân bổ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Chuyển sang phần tin trong nước. Giúp bạn là giúp chính mình. Với tinh thần đó, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với nhiều địa phương khu vực miền Trung đã thành lập nhiều đoàn công tác đến trao hỗ trợ nhiều thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho hai nước bạn Lào và Campuchia tại một số cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Bờ Y, tỉnh Kon Tum và Lệ Thanh Gia Lai và Buôn Brang, tỉnh Đắk Nông. Ngay từ sáng sớm, những chuyến xe chở hàng vật tư y tế đã có mặt tại cửa khẩu Nam Giang, sẵn sàng chuẩn bị bàn giao cho nước bạn Lào và Campuchia. Chúng tôi nhận thức được rằng đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, đặc biệt là về ý nghĩa chính trị rất lớn. Thì trên cơ sở đó, thì Bộ Tư lệnh Quân khu đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập tổ khai thác mua sắm và tổ để giám sát nghiệm thu hàng hóa chất lượng để được khi bàn giao. Nhằm chung tay chống dịch bệnh do COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với các địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự 9 tỉnh thành phố thuộc Quân khu 5 đã hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế gồm 200 nhiệt kế hồng ngoại, hơn 5.000 trang phục chống dịch, gần 150 máy phun hóa chất, hàng chục ngàn khẩu trang với tổng kinh phí khoảng 4,7 tỷ đồng hỗ trợ cho một số lực lượng thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia và Lào và cũng như một số tỉnh thành của hai nước bạn. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi kịp thời nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trao những trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết sẽ mang thiết bị vào phục vụ công tác phòng chống dịch. Chúng tôi xin cảm ơn, mong rằng tình hữu nghị giữa tỉnh Salavan và quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng mãi luôn tốt đẹp. Chúng tôi xác định đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tô thắm thêm cái truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, với Campuchia, với Lào ba nước anh em cũng như là quân đội của ba nước trong tình hình hiện nay. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng cam kết sẽ chuẩn bị sẵn sàng về con người cũng như trang thiết bị y tế, đặc biệt lực lượng y bác sĩ Quân khu 5 đã được tập huấn kỹ lưỡng và có kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua để bất kỳ khi nước bạn có yêu cầu hỗ trợ sẽ sẵn sàng chia sẻ. Khu du lịch quốc gia Sapa, tỉnh Lào Cai là địa bàn có nguy cơ cao với dịch bệnh. Địa phương này đã từng có hai du khách người Anh nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do có sự chủ động ngay từ ban đầu, nên chính quyền địa phương đã khống chế được dịch bệnh, không để lây lan. Kinh nghiệm ở đây là phát huy vai trò lực lượng công an xã, phường, nắm rõ những người cư trú, du khách tạm trú trên địa bàn. Tuyên truyền để người dân chủ động trong việc khai báo y tế, phát hiện sớm nguồn lây, nguồn có nguy cơ để kiểm soát ngay. Chốt kiểm soát y tế này ở độ cao 2.000m so với mặt nước biển, khí hậu khắc nghiệt, lại cách xa khu dân cư nên công việc của những nhân viên phụ trách chốt quá vất vả. Giáp danh với tỉnh Lai Châu, địa phương có ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 nên chốt kiểm soát y tế này hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ. Gần 3 tuần nay, chốt đã kiểm soát gần 4.500 lượt phương tiện giám sát thực hiện khai báo y tế cho gần 8.000 người chúng tôi xác minh kiểm tra y tế thật kỹ thì tính đến hiện tại bây giờ là chưa phát hiện được có trường hợp nào ờ, có vấn đề về sức khỏe bởi vì là từ khi bắt đầu lập chốt ấy, thì đa phần những cái người di chuyển qua chốt thì toàn là lái xe lái xe tải xe hàng là chủ yếu và không có hành khách di chuyển qua cho nên là không không có yếu tố dịch tễ liên quan đến sức khỏe. Trong nội địa, đội liên ngành quản lý dịch vụ du lịch cũng hoạt động liên tục. Thông qua công tác tuyên truyền, hơn 600 khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn thị xã chấp hành nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Các trường hợp cố tình không thực hiện đều được nhắc nhở xử lý kịp thời. Cơ sở em cũng thực hiện chấp hành tốt chỉ thị của thị xã gửi xuống là bây giờ bên em cũng không nhận khách. Thị xã cũng đã ra cái văn bản 798 rồi thì đội liên ngành cũng vẫn là tăng cường 24 trên 24 là đi kiểm tra giả soát lại tất cả những cơ sở và các những khách du lịch hay là về những cái người từ địa phương khác đến Sapa thì chúng tôi đã sẽ kiểm tra và giám sát chặt chẽ và đến và yêu cầu khai báo y tế tại đội liên ngành. Thực tế ngay từ khi có thông tin về hai ca người Anh nhiễm virus SARS-CoV-2, thị xã Sapa đã kích hoạt ngay kịch bản phòng chống dịch bệnh, tổ chức khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, lập khu cách ly với sức chứa 1.500 người. Sự chủ động của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã thực sự có hiệu quả. Với cái cách làm như vậy thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm ở đây thì cái việc mà phát huy cái vai trò của nhân dân trong cộng đồng. thế thứ hai nữa là cái lực lượng cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an xã phường trong việc tham gia vào việc nắm rõ cái tình hình cư trú ở trên địa bàn tạm trú tạm vắng, thế rồi phát hiện những cái người ở nơi khác đến nhanh kịp thời cộng với việc cái trách nhiệm của các cái cơ quan ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã phường trong việc yêu cầu khai báo y tế lịch sử đi lại để mà tổ chức kiểm soát và sau khi phát hiện xong thì theo thẩm quyền anh phải tổ chức quản lý và cách ly ngay thì những cái việc đó đã giúp cho chúng ta có thể phát hiện cái nguồn lây nguồn có nguy cơ để chúng ta kiểm soát ngay trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nơi thì cách làm của thị xã Sapa đã mang lại hiệu quả đảm bảo an toàn đúng với tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước những thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam cho rằng các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế. Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình ổn định hợp tác ở biển Đông, khu vực và trên thế giới vừa qua trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước asean người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết là quốc gia ở biển đông và thành viên asean việt nam quan tâm theo dõi sát tình hình Việt Nam chân thành mong muốn quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 được tôn trọng. Các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định hợp tác ở biển Đông, khu vực và trên thế giới. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau bao năm đổi mới, đoàn thanh niên vẫn không có chức năng quản lý nhà nước, phải có cách nhìn khác, cần cho đoàn thanh niên chức năng quản lý như một bộ. Báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh, chỉnh lý dự luật thanh niên sửa đổi tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra mới đây, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình tán thành quy định thành lập Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Theo ông, đây là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng về công tác thanh niên. Nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban này sẽ do thủ tướng quy định. Đặt vấn đề đã có rất nhiều đổi mới trong các cơ quan của hệ thống chính trị nhưng đoàn thanh niên vẫn tồn tại là truyền thống của đoàn, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi, trong điều kiện hiện nay có cần thiết thành lập bộ thanh niên không? Bà dẫn chứng Singapore có mấy triệu dân nhưng có bộ thanh niên và thể thao, bộ trưởng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Theo bà Ngân, thành lập Bộ Thanh niên không phải thành lập cơ quan mới mà nâng cấp từ đoàn thanh niên lên. Trong bộ đó có một bộ phận để làm phong trào đoàn. Đất nước giải phóng 45 năm rồi mà thanh niên vẫn là đoàn thanh niên, không có chức năng quản lý. Phải có cách nhìn khác về thanh niên, cần cho chức năng quản lý nhà nước đàng hoàng như một bộ. Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến. Nhấn mạnh vấn đề này chưa thể thực hiện được ngay, nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tính trong tương lai. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Xuân Tuyên ký văn bản hướng dẫn về việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Bộ Y tế nêu văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung việc yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đi học, trở về nhà và trong thời gian ở trường. Nhà trường đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh sinh viên tối thiểu 1,5m. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học có thể bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc hai học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le cho phù hợp. Cách ngồi này đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong hoạt động chung của học sinh giáo viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Địa phương tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Trước đó, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông tin các địa phương được phân loại theo mức độ nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trường học phải an toàn mới cho học sinh trở lại lớp. Bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép đạt tiêu chuẩn châu Âu. Ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cho biết, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sản phẩm xét nghiệm Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y và công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Anh chính thức rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhưng luật dược phẩm của EU vẫn được áp dụng cho anh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo quy định của EU, bất kỳ thành viên nào của liên minh này cấp CE thì cũng được lưu hành toàn châu Âu. Theo chứng nhận, bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 được sản xuất bởi nhà sản xuất hợp pháp thuộc Tập đoàn Công nghệ Việt Á 378A trên 8 Hồ Văn Huế, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 725600 Việt Nam đã được chứng nhận đạt CE theo điều luật về quản lý thiết bị y tế trần đoán trong phòng thí nghiệm số 98 trên 79 trên EC được quy định tương đương của luật pháp Anh, quy định về thiết bị y tế của Anh 2002 SI số 618 đã được sửa đổi. Do đó, bộ sản phẩm này có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Anh. Sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp phép, bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã được một số đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu. Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam TAB vừa ra mắt bộ sản phẩm Ở nhà cùng Việt Nam Stay at Home with Việt Nam dành cho khách quốc tế. Bộ sản phẩm này giúp du khách tham quan và tương tác 360 độ với các di sản nổi tiếng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận tại Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách có thể xem các công thức nấu món ăn nổi tiếng của Việt Nam và thử nấu tại nhà một cách dễ dàng như bánh mì và bún chả, hoặc tô màu tranh du lịch Việt Nam với phong cách cổ điển. Du khách quốc tế cũng có thể du lịch Việt Nam thông qua chuỗi video clip My Việt Nam. Bộ sản phẩm Ở nhà cùng Việt Nam đưa ra những gợi ý cho du khách quốc tế về khám phá văn hóa thông qua những cuốn sách, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin hoặc tải gói sản phẩm Ở nhà với Việt Nam, du khách có thể truy cập website https gạch chéo gạch chéo vietnam.travel gạch chéo things to do gạch chéo stay at home. Trong vòng 15 ngày thực hiện chỉ thị 16 CTTTG, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chỉ ghi nhận 62 ca bệnh. So sánh cùng khoảng thời gian trước đó, 153 trường hợp mắc từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, số trường hợp mắc giảm 59,5%. Đây là nội dung trong mục con số hôm nay. Việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất trong ứng phó với dịch COVID-19 và được nhiều quốc gia thực hiện Điều đó minh chứng cho sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 được ban hành khi Việt Nam đang có nguy cơ cao từ các trường hợp xâm nhập bị bỏ sót với số lượng lớn người nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian trước đó. Chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 về cách ly toàn xã hội được yêu cầu thực hiện nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng khi có nguy cơ cao từ các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Thời gian qua, các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, góp phần quan trọng ngăn chặn được sự lây lan dịch COVID-19 tại Việt Nam. Cụ thể, việc thực hiện chỉ thị 15 CTTTG đã góp phần quản lý được các trường hợp xâm nhập có thể bị bỏ sót khi cách ly toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam và chỉ thị 16 CTTTG đã hạn chế việc di chuyển và tập trung đông người của các trường hợp mắc phát hiện tại cộng đồng như với ổ dịch tại Hạ Lôi, Mê Linh, từ đó đã ngăn chặn không để lây lan rộng dịch bệnh ra cộng đồng. Trong vòng 15 ngày thực hiện chỉ thị 16 CTTTG từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chỉ ghi nhận 62 ca bệnh. So sánh cùng khoảng thời gian trước đó, 153 trường hợp mắc từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Số trường hợp mắc giảm 59,5%, số mắc trung bình theo ngày giảm 6 trường hợp các trường hợp mắc mới đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có xu hướng chững lại từ sau ngày 27 tháng 3 năm 2020 và giảm mạnh từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2020. Đặc biệt tính từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến nay, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Việc thực hiện cách ly xã hội đã nhận được sự đồng tình của mọi người dân, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao như tổ chức y tế thế giới. Những ngày này, dịch bệnh COVID-19 đang khiến nhiều người lo lắng. Sự lo lắng ấy có thể tạo thành stress khiến cơ thể mệt mỏi, vì vậy sức đề kháng cũng suy yếu. Thay vì cứ ngồi ủ rũ, lo lắng, cuối tuần mỗi người nên thực hiện các biện pháp dưới đây để tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống. Những lưu ý để giảm thiểu căng thẳng Về phía bản thân, biện pháp hữu ích bạn có thể áp dụng là tuân theo một chiến lược tạm gọi là nhìn về tương lai xa tập trung sự quan tâm của bạn tới những vấn đề dài hạn hơn. Ví dụ, thử tưởng tượng một năm sau hoặc nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy những biến cố ngày hôm nay ra sao. Một cách quan trọng và cần thiết là hạn chế lượng thông tin bạn tiêu thụ về virus corona. Hãy cố gắng cân bằng giữa lượng thông tin cần thiết để hiểu về dịch bệnh và loại bỏ những thông tin không cần thiết chỉ khiến bạn trở nên căng thẳng hơn. Hãy chọn những nguồn thông tin uy tín, ví dụ như thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC, Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nếu bạn đọc thông tin từ các trang báo địa phương, hãy chắc chắn đó là nguồn uy tín với tin tức cập nhật xung quanh bạn. Đừng để những thông tin giả hay những thông tin thiếu tính khách quan khiến bạn hoang mang và căng thẳng hơn trong mùa dịch bệnh. Trên thực tế, mạng xã hội là một nguồn thông tin hữu ích nếu biết cách khai thác phù hợp. Ngược lại, đó cũng là nơi tràn ngập những thông tin tiêu cực tiếng nói cực đoan, những giả thuyết không có căn cứ và thông tin sai lệch. Nếu việc đọc những thông tin trên mạng xã hội khiến bạn thấy tiêu cực hơn, hãy bỏ điện thoại xuống, rời khỏi chiếc máy tính và làm gì có ích hơn trong lúc này. Khi đã tắt điện thoại, rời bỏ tin tức, đã đến lúc bạn có thể thực hiện những hoạt động giúp giảm thiểu căng thẳng. Thiền không phải là một ý tồi. Bạn cũng có thể làm những điều mang tính định hướng cho tương lai khiến bạn thấy thoải mái. Giờ là lúc để mỗi người bắt đầu với các công việc giang dở, như trang hoàng lại nhà cửa, nấu ăn, nướng bánh, tập thể thao với các bài tập trên YouTube, viết lách like hay chuẩn bị một điều gì mới cho tương lai. Khi số lượng người ở nhà ngày càng nhiều, việc cô lập bản thân cũng có thể tăng nguy cơ căng thẳng, đặc biệt với những người lớn tuổi với nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Đừng quên những hoạt động mọi người có thể làm cùng nhau trong gia đình như chơi điện tử với anh chị em, ngồi trò chuyện với ông bà, nấu ăn cùng mẹ. Ngoài ra, trò chuyện với bạn bè cũng là cách tốt để giảm căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Đông Bắc Bộ chưa thể chuyển sang thời kỳ nắng nóng của mùa hè khi tiếp tục đón thêm không khí lạnh mới. Đợt lạnh kéo dài 4 ngày với nền nhiệt thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Cơ quan khí tượng cũng cho biết đây chưa phải là đợt lạnh cuối cùng tại miền Bắc trước khi chuyển hè. Từ nay đến giữa tháng 5, khu vực có thể chịu ảnh hưởng của 3 đến 4 đợt không khí lạnh tác động. Các đợt lạnh này chủ yếu gây ra mưa rông cục bộ. Như vậy dù đã ở cuối tháng 4, Đông Bắc Bộ vẫn chưa bước vào đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè khi liên tục đón thêm các đợt không khí lạnh mới. Chúng ta cùng theo dõi những thông tin chi tiết các vùng trong tỉnh. những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại